Messi, Ronaldo là tiền đạo hay nhất tôi từng được chứng kiến. Trong một buổi phỏng vấn, siêu sao Lionel Messi dành những lời có cánh cho người tiền bối Ronaldo de Lima. Khi còn chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu, ngôi sao Lionel Messi từng có cơ hội đối đầu cùng hàng loạt tiền đạo xuất sắc như Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski hay Karim Benzema. Tuy nhiên, theo siêu sao 36 tuổi, người xuất sắc nhất là một cái tên khác. Trả lời trước truyền thông Tây Ban Nha, Messi cho rằng Ronaldo de Lima mới là chân sút số 1. Ronaldo là một cầu thủ xuất chúng. Trong số những tiền đạo tôi từng được thấy, anh ấy là người xuất sắc nhất. Ronaldo giỏi ở mọi kỹ năng, Messi lên tiếng. Thực tế, buổi phỏng vấn trên diễn ra khi Messi chưa tới Mỹ chơi bóng cho Inter Miami. Tuy nhiên, những phát biểu này được tờ El Footballer chia sẻ lại mới đây và nhanh chóng gây chú ý. Một vài trang tin cũng dẫn lại thông tin được cung cấp từ El Footballer. Phía đối diện, Ronaldo de Lima cũng đánh giá rất cao Messi. Huyền thoại Brazil đánh giá Messi nhỉnh hơn so với Ronaldo của Bồ Đào Nha. Messi như người đến từ hành tinh khác. Cristiano Ronaldo cũng vậy. Tuy nhiên, tôi thấy Messi toàn diện hơn một chút. Messi rất giỏi, tôi thích cậu ấy hơn nhiều so với các cái tên khác. Mọi thứ cậu ấy làm đều rất tuyệt vời. Ronaldo de Lima cho hay. Messi đang tận hưởng chặng cuối sự nghiệp tại câu lạc bộ Inter Miami. Với chức vô địch World Cup 2022, chân sút 36 tuổi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình. Lúc này, Messi cũng đang giữ kỷ lục 8 lần giành quả bóng vàng. Ronaldo de Lima có 2 lần giành World Cup, 2 lần thắng quả bóng vàng. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương đầu gối. Ông giải nghệ năm 2011 ở tuổi 35. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.